Anh nói tiếng thương tôi từ những ngày đầu nhập ngũ, cứ tưởng anh nói đùa có vậy rồi thôi, nào ngờ đâu hơn 30 năm gặp lại anh tại đập giới, anh vẫn nói tiếng thương tôi trong sự ngỡ ngàng thua đông đuôi dân gian vẻ thư sinh vẫn nói cười phong đô, cầm ly rượu trên tay tôi thấy mắt anh buồn. Nhà Ngọc Thắm xin trân trọng cảm ơn những cánh hoa thân thương của tất cả quý anh chị ạ.